Dạ hello em xin chào cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình và cái mặt hoa để cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm nha cả nhà đầu tiên em có một cái combo à, chia sẻ thanh lý giá cực kỳ rẻ cho cô chú anh chị mình sưu tầm lấy giống luôn ha à, Ở đây em có ba hướng ba hướng cát em đã thuần chậu rồi đó thuần chậu sẵn cho cô chú anh chị mình luôn rồi À, hôm nay em chia sẻ ba chậu này với giá là 250k nha cả nhà cô chú anh chị nào mà à, muốn sưu tầm cái combo này á, về lấy giống chơi thì mình liên hệ với em ba chậu ba cái này là ba hướng gọi là ba hướng đã thuần chậu rồi thì mình gọi là ba chậu cũng được đây tại vì đã đã trồng sẵn trong chậu rồi ha à, đầu tiên á, sẽ có một cái à, cây u ly hồng đây đầu tiên sẽ có một cây u ly hồng như thế này nha cả nhà À, cây đang lên mầm rất là đẹp luôn u ly hồng đó u ly hồng à, tiếp theo sẽ có một cây amazon như thế này đó sẽ có thêm một cây amazon như thế này à, và cuối cùng là cái cây này cây này là cây bách cha đi lai cha nha cả nhà à, bách cha cây này cũng rất là đẹp đó à, thì em chia sẻ combo là ba 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 hướng ba chậu này luôn đó combo ba chậu này chỉ với giá là 250 trăm ngàn bao ship cho cô chú anh chị mình luôn cô chú anh chị nào mà mới chơi á mình có thể là sưu tầm cái này về trồng cũng khá là ok về trồng trồng thử nha cả nhà đó ba chậu rất là đẹp luôn chỉ với giá là 250 trăm ngàn thôi à, và cái này em chỉ chia sẻ có một combo này thôi nha cả nhà em gom gom lại à, à, trong vườn à, mấy cái chậu à, lẻ tẻ lẻ tẻ này, này nè đó em gom lại em chia sẻ combo giá rẻ cho cô chú anh chị mình sưu tầm lấy giống chơi À, nguyên cả cái phần này luôn là chỉ với giá 250 ngàn thôi, cực kỳ rẻ luôn rồi cả nhà. Đó. Đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn là không bao giờ cô chú anh chị mình có thể sưu tầm được ở đâu với cái mức giá rẻ như này cho ba cái cái ba cái chậu như vậy. Đó, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Bây giờ cô chú anh chị mình mua một 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 một, một à một chậu lẻ chậu cát thái cây thái cây đang còn trong sơ dừa ít nhất đã với giá là một trăm rưỡi một trăm sáu cho một chậu đó chưa có thuần như thế này đâu cả nha còn cái này là cây ở trong vườn nhiều rồi em tách chiếc em nhân giống ra cho nên là nói chung là mỗi loại nó cũng còn sót lại một chậu một chậu ấy, thì em gom vô em chia sẻ thanh lý giá rẻ cho cô chú anh chị mình sưu tầm cô chú anh chị nào mà quan tâm á, thì mình liên hệ theo số điện thoại là 0386 232 357 đó đó là số điện thoại của em hoặc cả nhà có thể là nhắn tin qua Zalo và cái combo đó thì chỉ có một combo duy nhất thôi nha cả nhà à, <laughs> tiếp theo ở đây em lục được một cái chậu kiếm đang có nụ luôn nè cả nhà cái này là cái kiếm vị hoàng này chậu kiếm vị hoàng này á, thì em chia sẻ với giá là 135k 135k bao ship cho cô chú anh chị mình luôn về cô chú anh chị mình có thể là chơi hoa luôn nè đây cái nụ rất là nhiều luôn nè cả nhà đó cần nụ rất là đẹp và rất là nhiều luôn đây chậu vị hoàng em chia sẻ cho cả nhà mình là chậu như thế này chậu em đã trồng sẵn rồi về mình treo lên mình mình chơi hoa thôi khi nào mà tàn hoa xong á cô chú anh chị mình muốn sang qua chậu to hơn mình trồng tác phẩm thì mình có thể là sang qua hoặc là mình để như vậy cũng được đó À, dòng kiếm va này á, thì mình chơi cũng rất là đẹp nha cả nhà đó mình mình trồng chơi cũng rất là đẹp đang nụ cho cô chú anh chị mình luôn đó em đi lục lục vườn lại thấy được một cây đang có nụ luôn 135 trăm ba ngàn thôi cả nhà 135 trăm ba ngàn cho cái chậu này bao ship cho cô chú anh chị mình luôn đây là cây em tách chiếc nhân giống nha cả nhà cây tách chiếc nhân giống hàng chuẩn mặt hoa cho dù là bán giá có rẻ đến mức độ nào đi nữa thì cây đều chuẩn nha cả nhà đây là cây tách chiết chuẩn hoa đó và nó đang có nụ như thế này luôn rồi không phải là cây gieo hạt nha cả nhà đó cho nên là cô chú anh chị mình à, không phải suy nghĩ và không phải bàn cãi về cái vấn đề đó kiếm kiếm ở vườn em riêng về cây vị hoàng và vàng tây ninh nếu mà cô chú anh chị mình theo dõi lâu rồi thì mình cũng biết ở vườn em nó nở rất là nhiều rồi tại vì lúc trước em 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 à, chơi cái dòng kiếm này em à, em mua làm về cái dòng kiếm này rất là nhiều đó. 135 000 thôi, giá cực kỳ rẻ, rất là đáng để cho cô chú anh chị mình có thể sưu tầm về chơi. Rồi, à, tiếp theo, ở đây em lục vườn, à em đang đang đi lục cây ở vườn thì em thấy được một cái cái cây Amazon nó đang lên thân sọc nè cả nhà. À, cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm thì liên hệ với em đây cả nhà thấy không đó trời ơi, cái thân nó sọc đã không à, cái này thì nó lên sọc một nửa bên nha cả nhà nó lên sọc một nửa bên bên này thì rất là mờ bên này nè đây bên này nó có vài sọc cây này á thì nó là từ nguyên trong cái 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 cây cái, 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 trong cái mô em trồng lên luôn nhưng mà ở đây là có một nhát cắt rồi ở đây có một nhát cắt rồi nè cả nhà thì không biết là còn sót lại ở đâu đó trong vườn để có gì em sẽ lục lại không biết là còn trong vườn hay là có khi là tách ra nhân giống trồng chậu rồi chia sẻ mất cho cô chú anh chị mình luôn rồi đó khá là lâu rồi cây này nó lên khá là nhiều rồi bây giờ mới để ý ở đây cái 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 thân mẹ của nó thân mẹ của nó ở ngay cái cái phần lá đây cũng có thấy tia nè cả nhà đó nè thân mẹ lá ở ngay cái phần này cũng có thấy tia ngay thân đó, ngay phần thân em cũng có thấy tia Đây Cả nhà thấy không Đó, nó, nó cái mầm nè Cái mầm mà nó lên sọc, lên, lên, lên sẹt Đã không cả nhà Đó, đây, cả nhà thấy không nè. đó, cái này là 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 trong mát á cái này mà cả nhà đưa ra ngoài nắng cả nhà nhìn nó đã lắm đó thì à, cái chậu amazon này hiện tại là chưa sổ bông chưa sổ bông đó cây tem amardin á thì cả nhà mình cũng biết cái mặt bông của nó rồi. Còn cái này hiện tại là nó 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 là đang là cây đang lên măng, măng sọc, măng sọc. Đây, măng lá sọc, lá sẹt rất là nhiều luôn. Đó, nhưng mà chưa sổ bông, chưa sổ bông. Đó, thì cái này cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm về sổ bông thì liên hệ với em. Đây, đó, nắng sớm nó lên rồi nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Đó, măng nó sọc nè măng nó sọc nó chớp nè cả nhà. Đó thấy cây dữ dội không? Đây, để em xoay cho cả nhà mình xem. Đây. Đó cả nhà thấy không? Măng nó sọc nó chớp dữ dội không cả nhà? Đó, đó. À, bây giờ cá chậu này em chia sẻ sẽ... <laughs> nguyên cả chậu như thế này luôn nha cả nhà, nguyên cả chậu. Cây này thì chưa sổ bông hên xui. Đó. Cái phần này còn riêng bên này nó có nó có một nhát cắt thì em sẽ tìm lục lại vườn nếu mà còn sót thì em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình. Nguyên một cái phần này luôn, nguyên một cái chậu này luôn. Đó, em chia sẻ giá cho cô chú anh chị mình có thể sưu tầm về sổ thử là 500k nguyên chậu em bao ship. Cô chú anh chị nào mà muốn sổ thử quan tâm thì liên hệ với em. Đó, còn không thì cô chú anh chị mình có thể là bỏ qua. Đó, em giữ lại em sổ cũng được nha cả nhà. Đó, đây cả nhà xem nè ha. Đó, rất là đẹp nha. Đây, cái măng của nó nha. Đó, rất là đẹp luôn. 500k cho nguyên cái phần này. Nếu mà cô chú anh chị mình cảm thấy có thể sưu tầm được thì liên hệ với em. Cái này là cây tem Amazon, mặt bông tem Amazon thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi. Đó, tem Amazon hiện tại á, trên thị trường là có một cây, à, có một cây sổ ra được mặt hoa chớp của anh không không biết của anh nào sổ ra em cũng quên mất rồi nhưng mà em thấy có anh cao hòa chí với anh đinh duy đồ này kia hay hay chia sẻ về cây đó và hiện tại cây mặt bông chớp cây đó cũng khá là cao nha a mà mặt bông chớp cây đó hiện tại á, giá khá là cao giá của nó trên 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 10 triệu một một thân trên 10 triệu một thân đó còn cái này là cây hiện tại á cái măng này thì nó cũng lên chớp có nửa bên thôi đây cô chú anh chị mình lưu ý là nó lên chớp nửa bên như thế này bên này á thì nó rất là mờ bên này nó rất là mờ đó nó chỉ lên chớp nửa bên thôi bên này thì rất là mờ thì em chia sẻ với giá là sổ là 500k cho nguyên một cái chậu như thế này anh chị nào cảm thấy ưng ý ok thì liên hệ với em sưu tầm về sổ còn không thì cả nhà à, bỏ qua ha đó à, tùy cô chú anh chị mình thôi đó. Rồi, à, tiếp theo em sẽ chia sẻ thêm vài cái chậu tác phẩm đẹp cho cô chú anh chị mình sưu tầm nha. Ở đây, à, <laughs> à, ở đây em em có một cái 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 hướng này em em mới tách trong chậu ra này. À, cây này cũng khá là lâu rồi. Cây này là một cái cây đài xưa. À, hôm trước cô chú anh chị mình cũng hỏi em khá là nhiều, nhưng mà hôm nay nó mới đứng thân thì em mới tách em chia sẻ cho cô chú anh dược, à, anh anh chị mình được. Cây này là cây tân thị hoàng kim Mình có thể gọi là cây tân thị vàng đó cả nhà Tân thị vàng á, tân thị hoàng kim Hướng em chia sẻ là hướng ba thân như thế này Cái thân này nó có bị lỗi lá nha cả nhà Thân này nó có bị lỗi lá nè Đó, hướng ba thân Hướng ba thân như thế này Hướng này em chia sẻ với giá là 350 ngàn Em bao ship cho cái cây tân thị hoàng kim này Cây này là một cái cái cây khá là lâu rồi Nó là một cái dòng cát khá là xưa rồi cả nhà đó, Tân Thị á, Tân Thị thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi Tân Thị chia nó là cây Tân Thị á Tân Thị thì nó có hai cây Là cái cây Tân Thị đỏ mà vừa rồi em em hay chia sẻ cả nhà đó Và cái cây này Tân Thị Hoàng Kim Tức là cái cây Tân Thị hoa bông màu nguyên nguyên bông màu vàng á cả nhà Đó 350 ngàn cho cái hướng này Cô chú anh chị nào muốn sưu tầm lấy giống thì liên hệ với em nha Một cái cây đài xưa rất là đẹp đó. À, rồi tiếp theo ở đây em có vài cái chậu tác phẩm chia sẻ cho cô chú anh chị mình nha à, Cái chậu đầu tiên đây là một cái cây bờ rát hồng Một cái cây bờ rát hồng Chậu em chia sẻ là chậu tác phẩm rất là đẹp luôn Đây chậu rất rất là nhiều thân Chậu này em chia sẻ với giá là 400k Em bao ship cô chú anh chị nào muốn sưu tầm thì liên hệ với em Chậu này nếu mà để mà đếm thân ra cả nhà Nó trên 30 thân Phải trên 30 thân và đang đi rất rất là nhiều hướng luôn, đang đi rất rất là nhiều hướng luôn nha cả nhà. Đó. cây bờ rát hồng. Bờ rát hồng nha cả nhà. Một cái chậu bờ rát rất là đẹp luôn. Đó, chậu này về cô chú anh chị mình để chơi tác phẩm hoặc là mình 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 trồng uh, uh, mình uh, có hội thi đó, uh. mình đem đi thi cũng khá là ok nha cả nhà. Đó, nguyên một cái chậu rất là to và rất là nhiều thân luôn. Chậu này là chậu phi 21, chậu phi 21, chậu to cả nhà. Đó, 400k cho cái chậu này bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha chậu và rát hồng rất là đẹp rồi tiếp theo ở đây em có một cái chậu này đây là một cái chậu cát đài cây, nhưng mà cây này thì nó là cây hoa trung thôi cây này là cây hoa trung thôi nha cả nhà cây này tên của nó là Mary merigin hoặc cả nhà có thể gọi với tên là lục đại thượng chậu này thì em chia sẻ với giá là 450 trăm năm em bao ship đây là một cái chậu tác phẩm rất là đẹp nha cả nhà. Ở chậu này hiện tại là nó đang đi ba hướng, đang đi ba hướng và chậu đang rất là nhiều thân luôn. Chậu rất là to và rất là nhiều thân, chậu phi 21. Chậu phi 21 nha cả nhà. Cây này nó nở bông ra rất là đẹp. Cây này á nó dạng là màu xanh, màu màu à, xanh à, xanh tím, xanh tím. Nhưng mà cái màu 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 lưỡi của nó khi mà cô chú anh chị mình đem ra ngoài nắng chụp á thì nó sẽ dạng là màu tím đỏ còn mà mình chụp ở trong mát á thì nó sẽ nghiêng về hết cái màu tím đó còn hoa của nó sẽ là hoa màu xanh luôn màu nguyên xanh luôn cả nhà mới nở ra nó xanh giống kiểu là xanh độc chuối vậy á. đó cả nhà có thể là là, là là hình dung ra như vậy màu xanh độc chuối á. đó màu lưỡi của nó là màu tím nhưng mà khi chụp ngoài nắng á nó sẽ là màu tím đỏ đây nguyên một chậu như thế này 450 ngàn bao ship chậu tác phẩm rất là đẹp nha cô chú anh chị nào muốn sưu tầm chậu tác phẩm về chơi thì liên hệ với em đó uh, tiếp, tiếp theo ở đây em có một cái chậu này nữa cây này là cây uh, um, No 2 Android No 2 đây cũng là một chậu em trồng chậu tác phẩm rất là đẹp chậu to và rất là nhiều thân luôn chậu Android No 2 này thì em chia sẻ với giá là 350 ngàn em bao ship 350.000 bao ship, một cái chậu rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây, chậu này là chậu phi 21, cây trồng sẵn trong chậu phi 21, chậu tác phẩm rất là đẹp nha. À, cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái mã này thì liên hệ với em. Cây này là một cái cây hoa màu trắng lưỡi đỏ, nó là dạng hoa màu trắng lưỡi đỏ, trên cánh của nó có tia, hai cái cánh hai hai cái cánh của nó có tia rất là đẹp. Đó. Cây này thì thân lá nó rất là to. Thân lá to thân lá nó cả nhà mình trồng đạt nó như cái bàn tay vậy nè cả nhà đây nè đó cả nhà xem nè thân lá mà trồng đạt nó to như bàn tay á và cái thân của nó cái thân của nó nếu mà để so ngón tay cái thì ngón tay cái không bằng cái thân nó đâu nó to nó mập lắm cả nhà và chậu rất là đẹp ha chậu này em chia sẻ với giá là 350 trăm năm à, cuối cùng trong cái video này á thì em có một cái chậu cát đài xưa Cây này thì em mới sang chậu thôi Lúc trước là em trồng trong cái chậu à, à, Phi 16 Thì bây giờ em sang qua trong cái chậu Phi 21 Và nó đang ra rẻ khá là nhiều rồi Cây này là cây toshioki, toshioki Một cái dòng cát nhật Một cái dòng cát nhật Nhưng mà cây này á Thì được Đài Loan nó mua về và nó đã cấy lại rồi Cho nên à, dòng này thì cũng khá là lâu rồi Mình có thể gọi là một cái cây đài xưa Cây đài xưa Nhưng mà cây này á thì nó là dòng dòng của Nhật nó là một cái dòng cát của Nhật dòng cát của Nhật nha cả nhà nhưng mà là cây đại xưa tức là dòng cát của Nhật nhưng mà được đài nó nó mua về nó cấy lại rồi cây này đó, nó xuất hiện trên thị trường cũng khá là lâu rồi cách đây cũng phải 8 9 năm rồi cả nhà 8 9 năm rồi đó. À. À, chậu này em chia sẻ cho cả nhà mình nguyên một cái chậu này chậu đang rất là nhiều thân và rất là đẹp chậu này thì em trồng sẵn trong chậu phi 21 Chậu này em chia sẻ với giá là à 900k cho nguyên cái chậu này. Cô chú anh chị nào muốn sưu tầm thì liên hệ với em. Cây này màu rất là đẹp. Màu phải nói là cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Rất là...